Ok, để mình mở ra. Dán gì sợi chày mọi người ạ. Yeah, rồi xong. Hello, xin chào mọi người. Thì video ngày hôm nay như Vũ đã hứa ở video trước thì mình sẽ cùng mọi người sẽ mở ruột cái con này ra, xem bên trong cái thiết kế cũng như là cái bố cục của cái con loa này, cái driver nó như thế nào, từ cái bo mạch cho đến cái củ loa nó như thế nào. Thì mời mọi người cùng Vũ xem cái video này, chúng ta sẽ khui nó ha. Thì mình cũng chưa có mở bao giờ nên nó sẽ bị lượm thợm về cách mở, mà còn gắn lại được hay không thì đó mình cũng chưa biết. Thì giờ mình sẽ cùng mọi người cùng mở ha, để mình kiểm chứng coi cái loa này nó như thế nào. Đây là cái dòng loa di động mà Vũ mới review cho mọi người á. Đây là một cái con mà nói chung là cũng là một đối thủ với lại Bose X1 Pro với lại JBL Compact. Đấy, nó về cái kích thước chứ như là những cái tính năng nó hầu như là giống nhau, nó cạnh tranh với nhau. Giờ mọi người cùng xem. Ok, chờ xin phép Vũ ngồi một cái nha mọi người, thì mở nó hơi lâu. Đây, thì cái mặt bo này ở đây các bạn thấy không, đây là cái con hàng mẫu để khách của mình đến hát thử. Đấy, thùng của con này là thùng gỗ các bạn. Đấy, và cái đây là cục pin, thì mình sẽ tháo, đầu tiên mình sẽ tháo pin ra trước. Rồi, ok. Rồi, sau khi mà mình tháo pin ra, bây giờ mình bắt đầu mình mở nha các bạn. Thì cái phần này chắc là nó bắt chích như mấy con chích này nè mọi người. Thì các bạn thấy nó sẽ bắt ở trong rồi. Thì cái này chắc là tao phải lấy từ trong chứ không phải là lấy từ đây ra. Nên lát mình phải mở hết nguyên một giặc vít này. Đấy, rồi mình chắc phải lấy từ cái này thôi. Đó, giờ mình sẽ mở cái phần lưới ra cho mọi người. Đây, để còn để coi còn bên trong con này nó kết cấu nó như thế nào ạ. Nó đánh cũng tương đối các bạn, cái mít, cái dải mít 2 cũng khá là tốt. Nó khá là dày. À, nhưng mà nói chung là cái này mình sẽ làm một cái video mà hướng dẫn cho mọi người xem sau, để mình chỉ mọi người cái con lo này. Thật ra nó nếu mà chúng ta mà sử dụng mà bình thường á thì nó cũng sẽ rất là khó. Mình dán vậy cho đỡ chạy các bạn. Ok, để mình mở ra. Dán gì sợ chạy mọi người ạ. Yeah, rồi xong, mém xíu lấy thẹo các bạn. Yeah. Rồi, lấy ra các bạn. Đây, lấy cái mặt lưới của HK. Đây, đây là cái driver của HK bên trong các bạn. Và đây là mặt lưới. Thì mặt lưới là cái logo phía sau các bạn. Đấy. Và này đóng các bạn, cái logo này không có xoay được các bạn. Cái logo này không xoay được nha. Nó cố định luôn cái khoảng này rồi. Và cái mặt này nó sẽ, nói chung là nó sẽ giúp cho cái việc mà tạt nước vô các bạn. Nước nó không có trực, nó bay vô cái củ driver này, mà nó sẽ rớt đây và nó rớt xuống. Nhưng mà nếu mà nhúng nước thì nó vẫn bị vào nha mọi người. Đấy, nói chung là mỗi cái sẽ có ưu điểm. Rồi, mặt lưới này. Nhưng mà cái mặt lưới này mình có một cái mà mình nhìn nhận cái mặt lưới này chưa ok với cái con loa này các bạn. Thì cái phần mặt lưới này các bạn, nó chỉ gài phía này thôi. Và ở đây có một cái phần nhựa này. Nhưng mà theo đúng lý ra, tại vì mình mở rất là nhiều dòng loa hãng các bạn, ví dụ những dòng loa bô hay là mình mở ruột mấy dòng loa khác á, đó, là thường thường ở đây á, nên có một cái ron cao su đó, vị trí này các bạn, là nên có một cái ron cao su, thì nó dày khoảng 0.5 mm vậy đó bạn. Đó, thì nó 0.5 tầm 1 ly gì cũng được, để cho nó có một độ căng, độ ma sát vào, và khi mà nó đánh ở công đoạn lớn hay không tạo. Vì khi mà Vũ test á, những cái đoạn lớn á, cái này nè các bạn nghe không, nó sẽ bị phập vào chỗ này đó. Ở đây mình review rất là thực tế nha mọi người ha. Không bán hàng thì mình sẽ không có bia con nào, cái nào khuyết điểm ưu điểm mình sẽ nói ra hết. Nói chung là không có con nào mà tốt 100% cả, thì có những cái ưu và cái nhược riêng đó. Đây thì mình nghĩ là hãng nên tối ưu thêm phần này, cái này rất là cơ bản nhưng mà lại chưa có đủ tinh tế để những cái điểm như thế này phải tối ưu hơn, vậy nên có ron chèn cao su như chỗ này. Rồi giờ tiếp tục mình mở cái trên mở cái máy, mở cái driver ra. Các bạn, cái này nữa nè bạn, theo mình nhìn theo những cái con ốc thế này các bạn, đây các bạn thấy không, và nhìn những con ốc ở đây nè, và các bạn thấy cái đường ray, một cái đường cắt thế này, ở đây có một đường cắt, bạn quay đây đúng không, các bạn thấy đường cắt không,
Thì cái này á, tại vì nãy mình cũng đang suy nghĩ, Vũ cũng đang suy nghĩ một vấn đề là mình mở cái loa rồi cái bo kia nó quá to, thì làm sao mà mình lại lấy được cái bo mạch, nó không có thế để mà lấy ra đó. Nên bây giờ mình mở ra thì mình thấy thì cái thiết kế này các bạn phải mở luôn cái này, nên bây giờ mình sẽ không mở cái driver này đó, mà mình sẽ mở luôn 4-6 con ốc ở đây để lấy nguyên một cái cụm này ra luôn, bao gồm cái họng chép, họng hơi, bao gồm cái driver loa bass 8 in. Đây rồi, giờ đầu tiên bạn có thể quay cây cận cảnh cái loa bass nha. Cái này là mà 3 gân màng giấy đó. Đấy, 3 gân màng giấy, 3 gân nhỏ các bạn ha. Thì những cái gân như thế này thì nó sẽ hát cái dãy mid rất là tốt nha các bạn. Đó, to nữa thì nó sẽ có độ flow tốt, độ dày của cái mid của mình đó. Nhưng mà màng giấy. Rồi, giờ mình sẽ mở ra coi bên sau cho các bạn. Đây, mình mở ra. Dựng đứng lên, mình không sợ chạy lo đâu. Nói chung là cái lo này mình, Vũ đã bỏ tiền mua cái con này rồi, thì Vũ cũng sẽ không có sợ mà phải chạy con này đâu. Mình mua đây, cái con này là con mẫu nha mọi người ha. Vũ mở con mẫu là cũng là cái con mà những khách hàng mà chúng ta đến để nghe và hát thử đó, thì đây là cái con mẫu. Đấy, mình báo thông tin cho mọi người luôn. Rồi, để đây mở ra hết, nó có một con lồng đề. Rồi mình sẽ mở thử lên. Đấy, đúng chưa? Đấy, mình sẽ mở ra. Nó có, chắc chắn là nó sẽ có dây nên mình phải thọc tay để cân bằng. Đấy, mình nắm cái này nè các bạn, nó có keo các bạn nha, ở phần dưới nó có keo. Thì cái keo này thì ok, mình cũng công nhận họ làm ok. Và để mình tháo cái dây này ra cái đã. Đây mọi người chờ mình, xin lỗi. Để mình tháo này cho nó nhanh. Rồi, mình đóng này lại. Đấy, ok, đây là cái driver của cái HK các bạn. Đấy, thương hiệu của Đức. Đó, đây, củ loa 8 in đây, có mã củ loa đây các bạn. Đó. Con này thì không quá to, phần con không quá to. Đấy, đây là phần trap. Và nó đi bằng cái rắc này, thì mình không có tháo này ra vì ở trên đây nó có rắc, lát mình cắm vào cho nó dễ đó. Và đây là những cái mà bên trong bo của cái con này, và chút nữa mình sẽ mở luôn cái hộp này cho mọi người xem. Thì bên trong thiết kế con này nó có thêm một phần lưới nè các bạn, phần lưới này nè. Đấy, nó để phần lưới này, đây là phần ống. Rồi phần driver, driver 8 in, bạn có thể quay gần cảnh driver 8 in. Đó. Đó, cái phần con trong nè các bạn. Đấy, mình quay cho bạn. Đây, quay xem cho mọi người cùng xem. Đấy, thấy chưa? Phụ chép. Rồi. Đó. Chép lụa. Đó. Rồi, ok. Rồi mình úp tạm, phải úp đây đi. Nha các bạn, ở đây thì về sau nè, mình làm video thì nhớ cái vụ mà chỗ này các bạn, nó mà có thêm một cao su. Thì cái này hãng không làm thì lối chút nữa Vũ sẽ làm luôn, tự Vũ làm luôn. Vũ sẽ lấy một cái cao su Vũ dán đây luôn, để tránh nó bị rim. Rồi, đây là mặt trong. Thì cái phần này là cái phần nắp đấy. Phần này là cái phần nắp để mọi người xách nè, nó học thôi, nó chỉ là một cái chất liệu nhựa thôi. Nhựa thôi nha mọi người, chỉ là nhựa thôi, không phải là nhôm. Có những cái là nó là nhôm đó, cái này là nhựa. Rồi, đây là cái phần bông tiêu âm, họ bắn bằng kim mọi người, họ không sử dụng keo. Bông tiêu âm này bắn bằng cái kẹp kim, bắn gỗ đó. Rồi, nói chung con loa này thì nhìn ở bên trong thì khá là đơn giản, và cái phần sơn bên trong nói chung là hãng này cũng ok ở cái điểm là cái, tại vì có một số loa các bạn mở ra thì ở bên trong họ không có sơn, họ vẫn là để một lớp gỗ bình thường trắng trắng như thế này nè. Đấy, nhưng mà ở đây họ cũng sơn, nhưng mà nói chung là sơn kiểu sơn lót thôi, không có được cầu kỳ, nó không có được trau chuốt bằng cái bề mặt ngoài. Và ván này thì là ván MDF luôn nha mọi người ha. Ván này MDF
Ván này thì nó sẽ có một cái điểm yếu á, là rất là dễ nở. Cái này mà đạp chạm những cái khoảng mà nào mà không được sơn á, thì những cái khoảng này nè, nó rất là dở thì nó sẽ rất là dễ nở. Nếu mà cái này do nãy mình tháo ra, nó bị dính keo rồi mình bứt ra luôn thì nó bị chóc ra. Nhưng mà ý mình nói là về cái chất liệu gỗ á, thì nó rất là dễ nở nha, những cái nẹp như thế này nè. Đấy. Đấy. Còn cái ván gỗ lo thì nó là gỗ thiệt nhưng mà nó là gỗ ghép các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy những cái lớp gỗ đây nè. Đấy, các bạn thấy cái sới không? Thấy những cái khe khe thế này nè. Đó. Thì nó chính là đây, đây. Nó chính là cái gỗ. Rồi. Nói chung là nhìn cũng bình thường. Đó. Cái góc cạnh cũng bình thường. Ok, giờ mình sẽ mở cái bo mạch ra cho mọi người cùng coi. Đây, phía sau đây. Mình sẽ mở cái nắp này ra cho mọi người coi bên trong nữa. Coi sâu cái con lo này. Cái ray pin nó như thế nào, cái đấu dây nữa. Mạnh quá. Mở hết luôn. Cái này thì thật ra cái lo này cái tỷ trọng mà phục vụ về hát á, nó sẽ tốt. Nhưng mà phục vụ về nghe thì ở mức trung bình. À, hôm bữa Vũ có thấy cái comment á. Công suất các bạn. Thì ở trên hãng này nó ghi 160W. Nhưng mà công suất của thằng Bô á, nó lại ghi 125W. Thì có rất là nhiều khách hàng thắc mắc hỏi là cái con lo này nó có lớn hơn so với Bô S1 không? Thì Vũ xin trả lời các bạn câu là khi mà nói về cái công suất mà nghe thực tế á, con này công suất lớn hơn S1 à, về cái kích thước cho đến cái driver. Nên là với cái kích thước bằng thùng gỗ với là cái khoảng không bên trong nó tạo âm bass nhiều hơn. Đó. Còn cái việc mà tại sao nó biết nó lớn hơn á, mà công suất hỏi mình Vũ cũng không hiểu tại sao mà hãng là chỉ ghi 60 thôi. Nhưng giờ tới thì nó sẽ driver và cái XBL nó cũng khá là lớn. Đấy. Cái này các bạn cũng như là có thể đến nghe trực tiếp để chúng ta có cái cảm nhận chính xác hơn. Đấy. Rồi, mình sẽ đẩy cái hộp này ra. Không biết nước dính keo không ta. Rồi, Vũ xin phép Vũ bứt này luôn nha mọi người. Đó. Lúc nữa Vũ làm lại. Nói chung là mấy con này Vũ làm được mấy con này dễ lắm. Đây, Vũ bứt ra luôn. Lát nữa mình xử lý lại. Đây, là những cái con mà mình đã tháo ra rồi nè. Giờ đến rồi mình lấy ra rồi. Đấy. Đó. Đấy, ra rồi. Chết rồi, bây giờ nó không có thể nào cong ra được các bạn. Từ từ để mình... Đây. Rồi, mình phải lấy cái cục này ra. Mình phải, các bạn muốn lấy cái bò ra, phải lấy cái này, nó bị dướng. Đây là cái phần để chúng ta chống cái chân loa lên để chúng ta để. Đấy. Ok. Rồi. Đấy, ra. Xong. Rồi, có những cái keo lót này. Rồi, xong, ra liền. Một em bo liền. Đấy. Cái phần bên trong đây thì nó lại không mở luôn ha. Làm sao mở được cái này ta? Hiện tại cái phần này là mà mình không có mở được các bạn ơi. Cái phần này là mình không mở được. Nó bị, nó được đúc luôn rồi sao các bạn? Đây, nó chỉ có cái bo ngoài đây thôi. Để mình tìm cách mở. Làm sao để mở ra đây? Mình muốn mở cho các bạn coi xem bên trong cái con này nè, nó như thế nào. Này là để giữ, cái này là để giữ. Không thể nào không mở được, phải có cách mở. Để mình mở xem đi xem. Đây các bạn. Mình sẽ xé ra luôn. Để mình coi cái chỗ mở nó là chỗ nào. Nó không đường viền, như là con này nó được đúc rồi.
Đây các bạn, nó được đúc rồi các bạn ơi, nó không có nơi mở. Đây các bạn thấy không, hoàn toàn là không có nơi mở nha mọi người. Mình tìm không ra cái mối nối, không ra được mối nối, nó được đúc luôn các bạn. Hay nhờ. Đây. Vui nhỉ. Chỉ có thể lấy được cái khay pin này ra thôi. Khay pin này không biết sao lấy đây. Đây. Mở ốc được không? Không luôn. Đây ở đây cũng không có ốc nào mọi người. Đây. Đây là những cái chỗ, mấy con ốc này là những chỗ mình bắt ở phía ngoài. Ok. Bước ra. Cái này là mình bước thôi, mình cố tình bước ra thôi, nhưng mà nói chung là không có chỗ để mình mở ra cho mọi người cùng xem bên trong. Thì thật ra nó cũng chả có gì cả, bên trong này thì nó cũng chỉ có mấy cái bo và những cái công tắc này thôi, mình muốn mở cho mọi người cùng xem luôn. Ok. Vậy thì nói chung là về cái con loa này thì mình đang cho các bạn xem ba thành phần. Thứ nhất là về cái phần bo của nó. Đấy, HK. Đấy phần bo. Đấy. Thứ hai là cái phần driver. Chỉ có thế này thôi. Lắp ráp đơn giản cứ vậy thôi. Hết rồi các bạn. Và phần pin. Đây là tổng kết khi mà mình tháo ra. Nó chỉ có như vậy thôi. Đấy. Và bông tiêu âm. Hết rồi các bạn. Như vậy là bông tiêu âm và driver đây. Mình nghĩ là driver này họ bắt dựng rồi chứ không có ít khi nào mà tháo của lo ra đâu. Nên họ bắt cố định đây luôn rồi. Họ đưa nguyên cái nắp này vào. Đó, bỏ vào đây. Rồi, chỉ có vậy thôi. Thì HK nó đơn giản với cái cụm này. Cái cụm này này cũng tương ứng giống cái X1 Pro ngày trước lắm. Nhưng mà cái độ X1 Pro nó mở rất là khó các bạn. Các bạn coi những video mà cách đây khoảng 3 năm trước vậy Vũ có mở cái ruột cái con bo S1 ra các bạn. Cái bo mạch bên trong nó cũng tương đối khó mở. Và cái cách mở của con bo thì nó cũng tương đối khó luôn. Và khi mở nó là thường thường là chúng ta phải chấp nhận là cái bị vên ở cái mặt lưới các bạn, nó sẽ bị vên. Và nó không được thẳng hàng giống như mà cái nguyên zin của nó nữa. Còn con này thì khá là dễ. Con này khá là dễ mở. Mấy cái phần chân này làm rất là chắc chắn các bạn. Cái phần bo này nè. Làm tương đối là chắc chắn từ cái mấy con tụ các bạn. Cái đeo đoạn hàng em có thể quay cái cận cảnh sát hơn nữa giúp mình. Đây. Đấy, chính xác. Đó. Đó, thấy không? Nhìn nó rất là chắc chắn, mình rung nó không có một lắc hay gì cả. Khá là sát. Đấy. Này, bát treo đây, con chip của Mu 8 đây các bạn. Đây các bạn. Đây nó có để rõ ràng nè. Đó các bạn, chữ không? Mu 8 các bạn. Đây. Rồi, phần này là phần pin. Phần pin AB, đây là cái bo mạch hiển thị. Đó, đây. Nó dán luôn nha các bạn, cái con này nó dán luôn nè các bạn. Đây, cái chân bên trong đây nè các bạn. Và thấy hai những cái chân trong của phần pin bên trong đây nè. Và nó liền nó ra out đây nè. Pin A, pin B nè các bạn. Đây. Battery nè, đấy, AB. Đó. Ok. Như vậy là hôm nay mình đã mở cho các bạn xem tất tần tật về cái con loa HK này, từ cái bên trong cũng như bên ngoài, cái vẻ bên ngoài đó, những thành phần như vậy. Ok, chắc giờ mình sẽ lắp lại thôi và hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo. Còn cái này mình sẽ lắp lại như thế nào, hoặc là mình có thể làm phá phách con này một xíu, mình sẽ làm cái bông tiêu âm nó nhìn nó xịn sò hơn, coi cái chất âm nó có thay đổi gì nhiều hay không. Ok, nếu các bạn thấy video này hay đừng quên bấm đăng ký like và share. Các bạn muốn test sản phẩm HK thì các bạn đến showroom 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5 nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.